sân khấu, các bạn có thể nhìn thấy một nhạc cụ rất đặc biệt. Tất cả những khoảnh khắc ngay bây giờ chúng ta sẽ được chứng kiến là những gì rất là thú vị, rất là lý thú về dân gian đương đại và progressive. Chúng ta sẽ được chứng kiến với những âm hưởng dân gian của những vùng cao Việt Nam sẽ được đưa vào metal. Và đó là tất cả những cái gì mà chúng ta sẽ trông đợi vào phần trình diễn rất đặc biệt này. Đó chính là Ngũ Cung đến từ Nhạc viện Hà Nội. Thank you.
cái rồi vào chân thành bán được rồi. Hey!
Nào bây giờ thật nhanh lên, những máy nhắn tin hãy nhắn cho Rock 025 Hóa Nhạc Ngũ Cung. Cảm ơn các bạn.